Tiếng Pháp kìa. Ngập tay à? Đối tượng ngập tay. Cô đang gọi bằng máy tính em nhà. Mẹ con đang gọi bằng máy tính rồi. Con không gửi gọi bằng điện thoại đâu. Đang đem hả? Ngậm tay bế lên bác cho thì không sao, mà bỏ tay người ta ra, người ta không sao.